Mấy người à, anh đổi cái áo mẹ áo mà không vừa áo đâu, áo quần ấy, đổi quần áo. Thấy 236 cứ ngủ mà thôi, anh tiện anh ngồi sáng nay quay quên không ấy, quên không 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 tắt mạng đi. Ủa tốn pin thế. Áo này chết hết cổ cho máy giặt đánh. Đây chú giặt máy giặt không? Có. Giặt máy giặt à? Rách hết rồi. Thả tư. Anh có lúc này thôi. Sáng nay lên nhà bật thanh lấy ít chanh leo pha vào uống, uống thật rồi nhá. Mai anh đi rồi đấy. Sáng mai tầm 5 giờ là anh đi vào và đây cùng bà kia. Còn đi chú đi sau nhé. Bà mẹ anh Tuấn. Anh Tuấn ở trên tầm vuông ấy. Em tiện. Ở đây em qua đi buổi sáng đi không? Ừ, tầm 5 rưỡi. 5 rưỡi là người ta xuất hành rồi. Đi vào rừng. Bà ấy dân tộc Thái à? Tây á? Chim cá.